Hello, xin chào. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Phan Quốc Dũng về giáo dục âm nhạc. Bắt đầu bữa nay chúng ta sẽ gặp lại ở bài thứ 6 của lớp 1. Đó là bài Sắp đến Tết rồi, nhạc hòa lời Hoàng Vân. Như thường lệ, ta mới đi vào bài hát theo giai điệu của bài hát. Phần ha, nhạc điểm đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào phần từng bài, từng câu của bài hát. Ở bài hát này thì thể hiện qua 8 câu hát. Chúng ta chia ra làm 3 lần ghép. Lần ghép thứ nhất là 4 câu đầu. Lần ghép thứ hai là 2 câu kế 5 và 6. Lần ghép thứ ba là 2 câu cuối 7 và 8. Theo tương tự thì ta đi vào phần ghép thứ nhất, 4 câu đầu. Câu thứ nhất. Câu thứ hai. Câu thứ ba. Câu thứ tư. Rồi ta ghép lại 4 câu đầu. Tiếp tục ta đi vào phần ghép thứ hai, đó là câu 5 và 6. Rồi ta liên tục 5 và 6. Phần ghép thứ ba là câu 7 và 8. Bắt đầu là câu 7. Cuối cùng là câu 8. Rồi ta ghép lại 7 và 8. Rồi bây giờ ta ghép 4 câu cuối. Rồi bây giờ ta ghép lại nguyên cả bài 8 câu. Phần tập hát từng câu ghép lại đã xong. Chúng ta bước sang hát theo nhạc điểm của bài hát. Lưu ý rằng là lần đầu thì chúng ta hát theo nhạc có nốt, lần sau là hát theo nhạc điểm không có nốt.
như vậy ta đã hoàn thành xong bài hát theo một điệu nhạc đầu tiên. Bây giờ ta sẽ hát theo điệu nhạc thứ hai để thể hiện cái phong phú của bài hát, nó có rất nhiều là giai điệu. Chúng ta sẽ kết thúc bài học tại đây. Xin chào tất cả các bạn xem trên YouTube. Qua phần YouTube có gì đóng góp thì chúng ta sẽ nhấn đăng ký để thể hiện cho chương trình một phong phú hơn.